កសិកម្ម សូម ស្វាគមន៍ បាទ សួស្តី បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា បាទ ថ្ងៃ នេះ បង្ហាញ អំពី របៀប នៃ ការ ដាំ ប្រទាល កន្ទុយ ក្រពើ បាទ នេះ គឺ ខ្ញុំ ផ្សាំ វា ហើយ ហើយ ដូច ជា រយៈ ពេល ចូល 2 ខែ អី ហើយ បាទ ឥឡូវ ខ្ញុំ យក មក ដាំ នៅ ក្នុង ផើង ថ្ម របស់ ខ្ញុំ បាទ ឃើញ ទេ បងប្អូន អញ្ចឹង យើង បាច់ ដាក់ ដី ច្រើន ពេក ទេ cứ dân đặt đây riêng ba phàng tới nằm bay về vì làng cố dân bàn thèm đây vì thèm tiền là về để dân đặt bình phàng tới cứ dân bọn bạn hàng cả thèm đây về vì làng cố bạn chẳng bọn phụ huynh học nghĩa mà nông cần được hiệp được nhiều bằng hàng tới bạn phải còn vì hàng hàng tới bạn ok chấp mà đừng nặng cả và nãy khi nhớ bóng ổn rồi rồi bà về đại dương hai anh trắng cư dân sỏi tập biệt liền tới bà dân sỏi chị dân chẳng tới bà nằm bay ở vì triệt chỗ cũng ở vì hẹp bà anh ấy cứ nhom sỏi viền tiết chất tiết tiết bàn nhom sỏi viền thành tiết bà nấu cứ của sang nhóm anh nhom đam tầm đam hai thành tiết trắng dương đam vì trắng cái miệng này khi nhớ bóng ổn nhom tầm đam hải phẩm mang đôi chiếc phí 4 của mùi bạn nếu kinh nhầm tầm đắng nữa cứ nhầm vô màu bì phai một thằng cát để nhầm bàn xàm vì thì tiết nhầm nằm bằng 2 năm bì thân để nhầm bàn xàm và liên chương mùi dân đi bọn bộ nhẹ thân à đôi cả lại nhé tha cả lại chắc cả lại để nhầm xàm vì hái cứ nhầm vô mặt nam được nhầm thằng thầm mò bạn nếu bọn bộ nhẹ thân sọc hợp hiệp cứ lỗ hay dân đạt được chi ạch cô tới bọn bộ đồn nhiên tập trở lên xì được nhóm đã tất cả lần xì tới vì miền sau phần là phía lọ này bọn bầu này thường nhớ lọ mà cứ sang nhau mà chỉ chú ở con tràn xâm rạp ca tu sinh nào video này complete subscribe and share video này phong bàn ở con chuẩn bị lìa bye bye.